mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Kịp thời sàng lọc, đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 5 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Theo nghị quyết, công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng lên. Những kết quả đạt được vừa qua có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, mất sức chiến đấu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, giảm niềm tin của nhân dân với đảng. Một bộ phận đảng viên năng lực trình độ trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu, tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút, chưa gương mẫu, sống thực dụng, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm nguyên tắc kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém nêu trên chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy, một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, chưa sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Một số tổ chức cơ sở đảng buông lỏng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, chưa làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, chưa thường xuyên rà soát, kiên quyết sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trung ương yêu cầu đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tự soi tự sửa, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội, đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động. Trung ương yêu cầu cấp ủy cơ sở phải làm tốt công tác quản lý đảng viên, thường xuyên kiểm tra chi bộ, đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, công tác quản lý đảng viên của chi bộ. Đối với công tác đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, phát hiện khen thưởng nhân rộng những tấm gương đảng viên xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực, kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi có khuyết điểm vi phạm. Đổi mới công tác đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, phát hiện khen thưởng nhân rộng những tấm gương đảng viên xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực, kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi có khuyết điểm vi phạm. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng, kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyện sinh hoạt đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc thực hiện điều lệ đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tổng Bí thư cho rằng Công an nhân dân phải là lá chắn và thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ,
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương. Hội nghị diễn ra vào thời điểm quan trọng khi cả nước và toàn Đảng đang tích cực triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh làm rõ thêm một số vấn đề và tập trung vào trả lời 3 câu hỏi. 1. Vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải bàn và ra nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? 2. Những nội dung cơ bản cốt lõi trong nghị quyết lần này là gì? Và 3. Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ mà nghị quyết lần này của Bộ Chính trị đề ra? Nêu rõ ra đời trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 được Đảng ta và Bác Hồ chăm lo giáo dục rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu giúp đỡ. Lực lượng công an của chúng ta đã thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định điều đó không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà có, mà đó là do sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có công lao đóng góp rất to lớn của lực lượng công an nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, các đồng chí đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, đánh đúng đánh trúng nhiều tổ chức và cá nhân phạm tội, tạo sức cảnh tỉnh, cảnh báo gian đe, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển đất nước. Sau khi chỉ rõ một số hạn chế bất cập trong công tác xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng công an, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải luôn luôn cảnh giác, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chính vì vậy, Bộ Chính trị khóa 13 đã quyết định ban hành Nghị quyết số 12 về vấn đề đặc biệt quan trọng này. Đây cũng là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân. Đề cập về nội dung cốt lõi trong nghị quyết lần này của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm. Nghị quyết tiếp tục khẳng định công an nhân dân là lá chắn và thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ thứ 21. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng nghị quyết lần này đề ra khá đầy đủ và đồng bộ, gồm 7 nhóm vấn đề. Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng công an nhân dân. 2. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Thứ ba, đổi mới công tác tham mưu lãnh đạo chỉ huy, tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công an nhân dân. Thứ tư, xây dựng hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng công an nhân dân. Thứ năm, bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ. Thứ sáu, đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Thứ bảy, tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phù hợp với Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và bối cảnh tình hình mới.
Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực nghị quyết lần này của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn bộ lực lượng cần đặc biệt chú ý 5 vấn đề, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị, được rèn luyện thử thách qua thực tiễn công tác, chiến đấu, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia giỏi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện để nâng cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi tự sửa, tự tu dưỡng rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ đã dạy lực lượng công an nhân dân. Đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Phải coi đây là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác chiến đấu hàng ngày của mình. Luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc lôi kéo nào của các phần tử xấu, lợi ích nhóm, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ti tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Bày tỏ tin tưởng với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ năng lực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng công an nhân dân đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, một lần nữa nhắc lại lực lượng công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng thì còn mình. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất.